Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiến Sư Phụ. Quay trở lại với chương trình Aerob. Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về cái dự án của thằng CoreClam.io. Ở đây thì mình sẽ update những cái nhiệm vụ mới để chúng ta có thể nhận được thêm token từ chương trình của thằng này nhá. Đây là một dự án Aerob mà Tiến Sư Phụ đã giới thiệu cho các bạn cách đây khá là lâu rồi. Ok, mình sẽ đăng nhập vào. Bạn nào mà chưa đăng ký thì vẫn có thể đăng ký nhá. Đăng ký mới và có thể nhận được token. Các bạn nhớ login. Ok, các bạn có thể thấy các cái nhiệm vụ để chúng ta có thể nhận token ở đây. Ở đây là nhiệm vụ đầu tiên là daily sign-in, tức là đăng nhập vào mỗi ngày này. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ subscribe kênh GDIC của nó, claim này. Các bạn nhấn vào claim và các bạn ấn vào subscribe. Trước hết thì chúng ta phải kết nối với tài khoản Redis của chúng ta. Nó phải yêu cầu cấp quyền này. Chúng ta claim. Sau đây các bạn follow. Follow các bạn nhấn vào subscribe này. Ok. Các bạn vẫn very. What? Cái này tài khoản của mình chưa đạt được cái số lượng Karma yêu cầu của nó nhé. Phải được 5 bài và 25 bình luận. Ok, thì cái nhiệm vụ này xem như là mình không làm được. Bạn nào có cái nick Redis, cái tài khoản Redis mà đủ yêu cầu thì vẫn có thể làm bình thường nhé. Sau khi các bạn follow, các bạn nhấn vào Very bình thường, không có vấn đề gì cả. Ok, quay trở lại với các nhiệm vụ khác này. Nhiệm vụ Happy New Year 2019 các bạn nên làm này. Đầu tiên các bạn chia sẻ trên Facebook. Ok, các bạn chia sẻ này. Sau khi mình chia sẻ xong thì các bạn vào để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhá. Nó sẽ cộng thêm luôn token cho các bạn khi các bạn task complete, tức là hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo là share trang Twitter. Tôi ghi nó lại. Ok, sau đó các bạn nhấn Very. Ở đây thì chưa connect cái tài khoản, thế nên là nó chưa xác nhận được cho chúng ta. Ok, chúng ta sẽ phải xác vào cái phần mana để có thể connect. Các bạn connect lại này. Đấy. Ok, sau đó các bạn quay trở về cái nhiệm vụ mà chúng ta làm. Đây, claim. Các bạn nhấn Very. Ok, thì nó sẽ hoàn thành và nó sẽ cộng token cho chúng ta ở phần dashboard. Các bạn có thể kiểm tra. Ủa, cộng chưa nhỉ? Hình như là chưa cộng đúng không? Các bạn phải nhấn claim ở đây này. Sau khi hoàn thành các task thì các bạn phải nhấn claim. Sau đấy thì chúng ta quay trở về và các bạn thấy là cái token đó đã được cộng đúng không? Ok, tiếp theo là cái claim list. Cái token này nó đã được list sàn là P2P, B2B này nhá, .io exchange này nhá, các bạn có thể kiểm tra nhá. Ok, các bạn xem mình xem nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì. Share on Facebook à? Ok, chúng ta sẽ share on Facebook. Một tab hoàn thành. Share Twitter. Cái này nó yêu cầu chúng ta làm gì đây? Retweet à? Share cái bài viết này. Ok, chúng ta sẽ share. Đấy, share thì như thế này thôi. Tiếp theo là cái gì nữa? Ok, chúng ta sẽ xác minh. Ok, tiếp theo là tiếp tục share. Cái chia bài viết khác này. Cái này hình như cái này là một bài viết khác. Ok, sau đó các bạn nhấn vào Very. Đấy, sau khi mà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ này, các bạn nhấn vào Claim để nhận cái token. Đấy, nó sẽ cộng thêm 50 token cho chúng ta. Đây thì mình được 600 token CLM.
Ok, các nhiệm vụ còn lại này cứ làm truy quiz, các bạn làm tương tự nhá. Cái này thì bonus 45. Cái này là như nào đây? Cái này là các cũng là các nhiệm vụ tương tự thôi, chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên Twitter và Twitter này. Sau đây các bạn cứ làm Affiliate Reward, các bạn kiểm tra cái nhiệm vụ này xem nào. Wow. Ok. Như vậy là đấy, các bạn có thể thấy là mình đã nhận được 750 token có ký hiệu là CLM. Ngoài ra thì các bạn vẫn vào phần Affiliate để có thể copy cái đường link giới thiệu và nhận cái token từ chương trình của tháng này. Đây là một cái chương trình có thể nói là cũng khá là tiềm năng. Hiện tại thì nó đã được list ở khá là nhiều sàn. Các bạn có thể kiểm tra ở bên Chincoin này. Ở đây thì nó cũng đã được giao dịch. Tuy là giá trị chưa cao nhưng mà chúng ta có thể tích lũy và trữ cho mình một số lượng nào đấy. Ok. Như vậy là mình đã update xong cho các bạn về cái chương trình của thằng Clam. Coi Clam này rồi nhá. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Các bạn nhớ nhấn đăng ký này, nhấn quả chuông bên cạnh để có thể nhận được những cái video mới nhất từ Tiểu Sư Phụ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với channel của mình. Hãy nhớ để lại một like, comment, chia sẻ kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.